Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước Điện Thoại Cũ đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả mọi người nha. Hàng hôm nay giá dao động chỉ từ 290.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.590.000 thôi nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào gần thì ghé qua cửa hàng xem máy, và anh em ở xa thì cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Rồi thì hình thức đặt cọc bên shop là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày, trong vòng 7 ngày có vấn đề gì mình sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Và một điều nữa, Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện cũng như là không bao phí ship cho mọi người được nha. Phí ship cho một đơn hàng là từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và một điều nữa Phước muốn nói là Phước đã bán máy cũ nên là hầu hết máy của Phước mọi người nó đã được sửa chữa hoặc là thay thế linh kiện hết rồi nha. Con nào mà zin thì Phước sẽ báo luôn, còn con nào mà đã thay thế hoặc là sửa chữa rồi á thì Phước sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha mọi người. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy ngay hôm nay luôn nha mọi người. Đầu tiên mã số 1 trên tay của Phước là con Mobile nha mọi người. Đây là con Mobile Nova F7 Pro nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB, cam sau nè. Cam trước sau đều khá là ok nha mọi người. Bản 16GB Android 6 chấm nha mọi người. Đây, giới thiệu thông tin máy đây. Nova F7 Pro nha, Android 6 chấm nha mọi người. Mọi thứ, mọi chức năng đều ok, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Vào chỗ này bị mẻ xíu nha mọi người. Giá chỉ có 290.000 thôi nha mọi người ơi, Mobile ha. Với giá này thì nó cũng bằng ngang một cái con bàn phím thôi nha mọi người. Mà con này thì mình có thể xem YouTube nè, nghe gọi Facebook, TikTok, Zalo cũng được luôn nha. Khá là ok, chữa cháy cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Pin cũng khá là trâu bò ha. Rồi con Mobile này mã số 1 nha mọi người. Giá của nó là chỉ có 290.000 thôi nha, 290k nha mọi người. Rồi tiếp theo mã số 2, ở đây Phước có con Oppo F1S nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB, máy zin full hết nha. Máy zin full hết nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Đây. F1S nha mọi người. Android 5 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Và được để mọi người để ý kỹ những con máy zin full luôn mọi người thì nó cái phần mà màn hình viền của nó đó nó sẽ bị ố theo thời gian nha. Nó bị ố theo thời gian thôi. Còn lại đây cam trước nè. Đây xin lỗi mọi người, cam sau nè, rất là đẹp nha. Cam trước đây. Đó, cam trước cũng khá là ok mọi người nha. Đó, mã số 2 nha mọi người. Con này là con Oppo F1S nha. Giá chỉ có 490.000 thôi nha mọi người. Máy zin full hết nha, mã số 2. Tiếp theo là mã số 3 nha mọi người. Mã số 3 thì ở đây mình có con Oppo A3S nha. Oppo A3S con này mình mới vừa thu lại của khách nha mọi người. Có cường lực sẵn luôn nè. Máy ngoài hình còn rất là đẹp nha. Máy ngoại hình còn cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Con này cũng 490.000 luôn nha mọi người. Oppo A3S nha. Tình trạng lỗi duy nhất của nó là cam trước xấu mọi người. Cam trước nè. Đây là cam sau ha. Cam sau. Đây là cam trước nha. Đó, cam trước xấu nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB luôn nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. RAM 3 nè. Bộ nhớ 32GB nha. Máy đẹp màn đẹp luôn nha mọi người. Máy đẹp màn đẹp full zin hết luôn nha. Giá của nó chỉ có 490.000 thôi mọi người. Oppo A3S nha mọi người. Cam trước 6, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Còn lại là chỉ bị tình trạng này thôi. Còn lại là full zin hết. Còn nhãn cường lực sẵn luôn nè. 490.000 mã số 3. Tiếp theo là mã số 4 nha mọi người. Con này là 390.000 nha mọi người. Đây là iPhone 14 Pro Max Trung Quốc nha. Đó, tình trạng của nó là con này là xài được. Con này để mình xem nè. iPhone 14 Pro Max Trung Quốc. Thì mình nhớ con này tình trạng có bị lỗi cam mọi người, lỗi cam nè. Lỗi cam và nứt kính lưng ha, lỗi cam, nứt kính lưng. Và sim sóng nghe gọi Wi-Fi ok và không xài được mạng 4G nha mọi người. Sim sóng nghe gọi Wi-Fi ok, không xài được mạng 4G. Giá của nó chỉ có 390.000 thôi nha mọi người. iPhone 14 Pro Max Trung Quốc nha. Giá của nó chỉ có 390.000 thôi nha mọi người. iPhone 14 Pro Max Trung Quốc nè.
390.000 nha. Tình trạng của nó là thứ nhất là mọi đây viền vứt còn rất là đẹp nha mọi người. Tình trạng của nhất đó là nước kính lưng nè, thứ hai là bị lỗi cam, thứ ba là nó xài được sim sóng nghe gỗ wifi ok nhưng mà xài mạng 4G thì không được nha mọi người. Hầu như có máy Trung Quốc nào mà tất cả các clip của Phước mà có máy Trung Quốc á, thì nó đều bị tình trạng chung như vậy nha. Rồi con này mã số 4, giá của nó là 390.000 nha mọi người, 390k. Rồi tiếp theo là mã số 5, ở đây mình có con Samsung Z3 Pro nha mọi người. Ở chỗ này là bị dơ nha mọi người, mình chưa có lau chùi kịp nha, máy là máy zin full hết nha mọi người. Samsung Z3 Pro máy zin full hết nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha mọi người. Và ở chỗ cái khay sim 2 nó bị cấn nhẹ xíu nha mọi người. Đó, vẫn mở cái sim được bình thường nha, không bị kẹt gì hết nha. Máy zin full luôn nha mọi người, RAM 2 bộ nhớ 16GB Z3 Pro nè. Ha, cam trước cam sau rất là đẹp luôn, màn hình sáng đẹp không ám ố luôn nha mọi người. Cầm rất là nhỏ gọn nha mọi người, đây là cam sau nè. Và đây là cam trước. Đó. Cam trước sau là rất là đẹp luôn nha. Z3 Pro nha mọi người, máy zin full luôn nha. Máy ngoài hình cực kỳ đẹp luôn. Giá của nó chỉ có 490.000 thôi nha mọi người, xem phim nghe nhạc lướt web YouTube thoải mái luôn nha, 490.000. Tiếp theo là mã số 6, cũng 490.000 luôn nha mọi người. Đây là con iPhone 5S nha. Tình trạng của nó là mất vân tay ha, và nó bị mẻ xíu ngay chữ home này nè. Đó, chỉ có vậy thôi, còn lại là mọi chức năng là zin full hết nha. iCloud sạch được bao reset luôn nha mọi người. Cam sau nè, đây là cam trước nè. Cực kỳ đẹp luôn nha. Pin khá là ok, iCloud sạch được reset thoải mái. Máy quốc tế nha mọi người, bỏ sim vào là nhận thôi, bản 16GB ha. 490.000 thôi nha mọi người. 490.000 iPhone 5S nha mọi người, bản 16GB, mất vân tay, iCloud sạch bao reset và bị nứt nhẹ xíu ở đây đó. 490.000 mã số 6. Tiếp theo là mã số 7, giá cũng 490.000 luôn nha mọi người. Đây là con XA1 Plus nha, RAM 4 bộ nhớ 32GB nha mọi người. 490.000 Sony XA1 Plus nha. Cam trước cam sau rất là đẹp nha mọi người. Là cam lỗi mọi người, cam sau nó bị hơi ố một xíu nha. Đó mọi người, đây kìa, có mấy chấm bụi và bị ố ngay đây ha. Và cam trước thì rất là đẹp. Đó, cam trước rất là đẹp nha mọi người. Sony nha mọi người, Sony XA1 Plus ha. Rồi, ngoài tình trạng là thứ nhất là cam sau hơi xấu và máy còn bị như thế này nữa nha mọi người, là bị mực ngay góc nè mọi người. Để ý kỹ mới thấy nha. Đây, ngay góc ngón tay cái của Phước này nó bị mực ngay đó nha. Rồi, nó chỉ có như vậy thôi, còn lại là mọi chức năng xài ok full hết nha mọi người. Sony XA1 Plus nha mọi người, RAM 4 bộ nhớ 32GB. Đây là thông tin điện thoại đây. Android 8 chấm ha. Kiểu là G3416 là XA1 Plus nha mọi người. Đó. Cam trước cam sau khá là ổn nha. Đây là ngoại hình của máy nha mọi người. Hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha mọi người. XA1 Plus bị mực màng xíu và cam sau hơi bụi xíu nha. Mã số 7, giá của nó chỉ có 490.000 thôi nha, 490k. Rồi tiếp theo là mã số 8, là Vivo Y55A nha mọi người. Vivo Y55A máy cũng zin full luôn nha. Mã số 8 máy full zin luôn, giá của nó là 450.000 nha mọi người. Vivo Y55A cam trước nè, vậy là cam sau. Hôm nay là máy dòng máy nghe gọi chữa cháy rất là nhiều luôn nha mọi người. Vivo Y55A cũng là một trong những con máy chữa cháy rất là ngon nha. Pin thì bao trâu bò luôn, pin rất là trâu nha mọi người. Pin trâu nè, lo lớn nè. Rồi bộ nhớ cũng ok, bộ nhớ cũng RAM 2, bộ nhớ 16GB với mọi người. Android 6 chấm nè. RAM room rồi cũng ok nha. Bản RAM 2, bộ nhớ 16GB, máy zin hết luôn á mọi người. Ngoại hình còn rất là đẹp nha. Rồi, mã số 8 Vivo Y55A nha mọi người. Giá cho con này chỉ có 450.000 thôi nha. Mã số 8. Tiếp theo là mã số 9 nha mọi người. Giá của nó là 590.000. Đây là con V-Smart nha mọi người. Máy mới 99% luôn mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Con này mình vừa bóc keo ra luôn á mọi người. Cũng vừa thu lại của khách luôn á mọi người. Máy rất là đẹp luôn nha mọi người. Mọi người xem cam nè, cam trước nè, đây cam sau nè, bao đẹp luôn nha mọi người. Vizmax Star nha, để mình coi Vizmax Star máy đây.
Đây, VietMax Joy 2 LUT nha mọi người. Đó mọi người, VietMax Joy 2 LUT, RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 5000 nha. Cũng hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha mọi người. Và máy rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Màu xanh dương rất là đẹp luôn, xanh ngọc chứ ha, xanh màu này, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. VietMax Joy 2 nha mọi người, VietMax Joy 2 LUT nha, RAM 2, bộ nhớ 32GB, máy đẹp keng luôn, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha. Mã số 9, giá con này chỉ có 590.000 thôi nha mọi người, 590k. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 10, giá của nó là 750.000 nha mọi người. Đây là con Samsung A20s, máy vỏ ngoài, vỏ viền mới 99% luôn nha mọi người. Máy cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Vỏ viền còn rất là đẹp nha. Tình trạng của nó là nứt kính và nụy bị phản quang nha mọi người. Nứt kính đó mọi người, để đó, nó bị nứt kính nha mọi người. Như bật lên nó sẽ dễ thấy không mọi người ha. Nước kính nè, cam trước cam sau cũng ổn với mọi người. Đây là cam sau nè, và đây là cam trước ha. Và nó bị phản quang màng một xíu nha mọi người. Máy zin mọi người ép kính là được luôn nha. Nè, bị phản quang màng nè. Đó, nước kính chút xíu thôi nha. Vẫn xài rất là ok luôn nha mọi người. Samsung A20s pin bao trâu luôn á mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB, hỗ trợ sạc nhanh Type-C nè mọi người. Pin trâu cực kỳ luôn. Máy vỏ viền cũng còn rất là đẹp nha. Mã số 10, Samsung A20s, giá cho con này chỉ có 750.000 thôi mọi người. Chỉ 750.000 ngay, gọi chữa cháy, lướt web, cày game cực kỳ ok ha. Mã số 10, 750.000. Rồi tiếp theo là mã số 11, giá của nó là 790.000 nha mọi người. Đây là con Samsung A10s mã số 11 nha. Máy vỏ, máy đã được thay vỏ mới 99% luôn nha mọi người. RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 4000, cực kỳ trâu bò luôn nha. Hay cam trước nè mọi người. Và đây là cam sau ha. Đó, cam trước sau khá là ổn mọi người nha. RAM 2, bộ nhớ 32GB và pin bao trâu bò luôn, pin 4000 nha mọi người. Máy vỏ viền rất rất là đẹp luôn. Mã số 11 nha, A10s. Để cho mọi người, giá chỉ có 790.000 thôi mọi người, 790.000 thôi ha. Tiếp theo là mã số 12, giá của nó cũng 790.000 luôn mọi người. Đây là A8 Star nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. Samsung A8 Star, màn Super AMOLED nha mọi người. Bị chỉ tiếc ở cái là bị sọc một đường như thế này nha. Riêng đường sọc này mình bao cho mọi người, nó không bị lan ra nha mọi người, không bị lan ra nữa nha. Đây, cài đặt đây, máy AMOLED, Super AMOLED luôn nha mọi người. Màn Super AMOLED nha mọi người. Đây, RAM 4, bộ nhớ 64GB nha mọi người. Galaxy A8 Star nha, hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn mọi người. Máy cầm rất là chắc tay, rất là sướng luôn. Pin rất là trâu bò luôn nha. Cầm trước nè, cầm sau nè. Cái này mọi người mua về chơi game ha, bao sướng luôn ha. Rồi chạy Grab công nghệ cũng cực kỳ ok. Nghe gọi chữa cháy, lướt web, xem phim YouTube, Facebook là bao mượt mà cho mọi người luôn nha. Con Samsung A8 Star nha mọi người, mã số 12, giá của nó chỉ có 790.000 thôi nha, 790k. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 13, giá con này cũng 790.000 luôn nha mọi người. Đây là con Samsung A30, máy full zin hết nha. Main zin, màn zin, vỏ zin luôn. Con này thì tình trạng duy nhất của nó là wifi yếu nha mọi người. Màn cực kỳ đẹp và cam rất là đẹp luôn nha mọi người. Và xem cam trước nè, đó, cam sau nè, bao nét luôn nha mọi người. Chắc chỗ phần cam sau này mọi người, thì cái phần kính cam của mọi người nó bị hơi xấu. Phần kính cam của máy á mọi người, nó bị hơi mờ, nên là thành ra cái cam sau của nó bị như thế này nha mọi người. Đó, mọi người để ý kỹ thấy không, phần cam sau nó hơi có vẩn vẩn bên trong ha. Máy full zin hết nha mọi người. Và con này bị tình trạng nhỏ là mọi người biết không, nó bị wifi yếu. Đây mọi người xem nè, wifi nó bắt rất ít nha. Còn nghĩa là cái wifi nào gần nó sẽ bắt rất là mạnh nha, chứ không phải là nó bị wifi yếu. Nó chỉ là nó tìm kiếm wifi yếu thôi nha mọi người, còn lại bắt wifi vẫn rất là mạnh nha. Nó mình nói tình trạng chung nghĩa là wifi yếu và cái camera sau hơi xấu, còn là máy full zin hết nha. Đây, màn hình bao sáng đẹp luôn nha mọi người, không ám ố gì hết nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, Samsung A30 nha mọi người. Giá cho con này chỉ có 790.000 thôi nha mọi người. Mã số 13 ha, 790.000.
Tiếp theo là mã số 14, giá của nó cũng 790.000 luôn nha mọi người. Đây là con Oppo F7 nha, vỏ viền thì có trầy xước nha mọi người, mà vỏ viền zin thì phải chịu thôi ha mọi người ha. Đây. Và nó bị một chấm phản quang nhẹ nha mọi người. Đây mọi người xem nha. Đây bị một chấm phản quang xíu ở đây nè. Đó. Giới thiệu điện thoại đây. RAM 4, bộ nhớ 64GB Oppo F7 nha mọi người. Pin thì khỏi khó phải nói là dòng F7 là pin rất là trâu mọi người nha. Mọi người xem cam đây. Đây cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó. Vỏ viền cũng còn khá là ok, mã số 14 nha mọi người. Giá cho con này chỉ có 790.000 thôi nha mọi người, mã số 14 Oppo F7 nha. Rồi, tiếp theo là mã số 15, cũng là một con Oppo F7 nữa nha mọi người. Thì con này là tình trạng của nó là cũng giống như con kia thôi, nhưng mà nó đẹp hơn nha mọi người. Oppo F7 này đẹp hơn. Đó. Nó cũng là một loại với nhau thôi nha mọi người, cũng là Oppo F7 nha. Cũng là RAM 4, bộ nhớ 64GB luôn nha. Đây. RAM 4, bộ nhớ 64GB ha. Con này thì nhìn nó đẹp hơn một xíu nha mọi người. Đây là cam sau nè. Đó. Cam trước nè. Cam trước sau con này đẹp hơn cái con kia nhiều ha. Nó cũng là con này nó chỉ chênh lệch nhau thêm 60.000 thôi nha mọi người. Con này có 850.000 thôi. Oppo F7 nha mọi người, mã số 15 ha. 850.000 thôi nha, mã số 15, RAM 4, bộ nhớ 64GB, SIM sống ngay gọi Zalo, Facebook là pin bao trâu bò luôn nha mọi người. Tất cả đều ok hết nha. Mã số 15, Oppo F7 nha mọi người. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 16. Ở đây là Phước có cái con Realme 3 nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, máy đã được thay vỏ mới 99%, pin bao trâu bò luôn nha mọi người. Đây. Pin của nó là cực kỳ trâu luôn nha mọi người. Cam trước sau là rất là đẹp nè mọi người xem cam nè, cam sau nè. Đây là cam trước nè. Đó. Cam rất là đẹp nha, màn hình thì bao sáng đẹp, không ám mố, pin cũng bao trâu cho mọi người luôn. Realme 3 này, mọi người. RAM 3 với 32GB, Android 10 nha. Máy rất là đẹp luôn mọi người. Giá này cực kỳ rẻ nữa. Ha, con này mã số 16, giá của nó chỉ có 890.000 thôi mọi người. Realme 3 nha. 890.000. Tiếp theo là mã số 17 nha mọi người. Ở đây Phước có con Oppo A12 RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy zin full hết nha. Nên là vỏ viền có trầy có phẩy nha mọi người. Người xem cam đây. Cam sau nè. Và đây là cam trước nha, cam rất là đẹp nha mọi người. A12 nha mọi người ơi. Oppo A12 RAM 4, bộ nhớ 64GB ha. Để cho mọi người, con này giá của nó chỉ có 890.000 thôi. Và mọi người để ý kỹ phần bên trong ngay chỗ này, ở khoảng giữa này nó có một chấm phản quang nhẹ xíu nha. A12 nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB ha. SIM sống ngay gọi đều, tất cả đều ok. Cam trước cam sau là bao đẹp luôn nha. Pin A12 rất là trâu nha mọi người. Đây, pin cực kỳ trâu. Và vỏ viền thì có trầy có phẩy nha mọi người ơi. Máy zin full luôn nha. Mã số 17 Oppo A12, giá của nó là 890.000 thôi ha. Tiếp theo là mã số 18, là con Samsung A7 2018, RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy vỏ viền cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Màu đen nha. Cam trước cam sau cũng rất là nét nha mọi người. Cam sau nè, cực kỳ nét luôn nha. Đây là cam trước ha. Cam trước sau là bao đẹp luôn nha mọi người. Samsung A7 2018 ha. Pin rất là trâu bò và ngoại hình cấu hình cũng rất là đẹp, cấu hình cũng rất là ok nha mọi người. Nó tới RAM 4, xin lỗi mọi người, con này là RAM 6, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Mình nhầm với con màu đen kia. Con này giá của nó là 980.000 nha mọi người, xin lỗi nha mọi người. Con này giá 980.000. RAM 6, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Mình có hai cây màu đen rồi nha. Con kia mình lấy lộn, con này mình lên mình quay rồi. Con kia là bản 64GB sẽ là 890.000. Và con này là bản RAM 6, bộ nhớ 128GB, giá của nó là 980.000 nha mọi người. Màn hình sáng đẹp không ám mố luôn nha mọi người. Màn hình sáng đẹp không ám mố ha. Cấu hình rất là ok. Một RAM 6, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Cam trước cam sau là bao đẹp. Vỏ viền cũng rất là đẹp luôn nha. Mã số 18 nha mọi người, 980.000 nha. Tiếp theo là mã số 19. Đây là con
Redmi Note 7 nha mọi người, máy Zenfone nên là vỏ viền có trầy nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB, giá cũng 980.000 nha mọi người, mã số 19. Redmi Note 7 nè mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB ha. Dòng mi này là âm thanh rất là lớn nha mọi người, đây. Loa rất là ok luôn mọi người. Cam trước cam sau cũng khá là đẹp mọi người nha. Đây là cam sau nè, nó nét ghê chưa. Đây là cam trước ha. Cam trước sau là cực kỳ nét luôn. RAM 4, bộ nhớ 64GB nữa mọi người. Máy zin đẹp luôn nha. Vỏ viền thì có trầy có phẩy nha. Vì máy zin mà nên mọi người phải thông cảm vấn đề này giúp Phước nha mọi người ơi. 980.000 cho một con Redmi Note 7 là giá quá rẻ nha mọi người. Mã số 19 nha. Redmi Note 7 RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin bao trâu bò, lại được hỗ trợ sạc nhanh Type-C nữa nha. Mã số 19. Tiếp theo là mã số 20 nha mọi người. Giá cho con này chỉ để cho mọi người giá là 890.000 thôi nha. Đây là iPhone 6s nha mọi người. Vỏ thì có bị móp nhẹ xíu vài chỗ nha. iPhone 6s máy full zin luôn nha mọi người. Vân tay ok ha. Bản 64GB. Bản 64GB luôn nha mọi người. Vân tay ok luôn nè. Bản 64GB pin 100 nha mọi người. Tình trạng pin 100 luôn nha. Bản 64GB. Ai lau sạch được reset thoải mái nha mọi người. Máy zin hết luôn nha mọi người. Máy quốc tế bỏ SIM là xài thôi. 6S nè mọi người. Bản 64GB nha. Cam trước cam sau rất là đẹp nha mọi người. Để mình xíu. Đây là cam của máy nè mọi người. Mọi người xem đây giờ mình bật cam cho mọi người xem nha. Đây là cam sau nè. Vậy là cam trước nè, cam rất là đẹp luôn nha mọi người. Cam trước sau là cực kỳ đẹp luôn nha. 890.000 nha mọi người. iPhone 6s nha mọi người, bản 64GB, ai lau sạch bao reset vân tay ok, cam trước cam sau đẹp và pin 100 nha. Mã số 20 890.000 nha. Tiếp theo là mã số 21 nha mọi người. Mã số 21 ở đây mình có con Redmi 8 nha. Redmi 8 máy mới 99% luôn mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. Xem cam trước cam sau rất là đẹp luôn mọi người. Cam sau nè. Cực kỳ nét luôn nha, cam quá đẹp luôn mọi người. Cam trước sau là bao nét luôn. Thông tin của máy đây ha. RAM 4, bộ nhớ 64GB Redmi 8 nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB Redmi 8. Loa rất là lớn nha mọi người, dòng Mi là hầu như con nào loa cũng lớn hết nha. Đó. Loa là bao lớn luôn nha mọi người. Để cho mọi người con Redmi 8 máy đẹp mới 99% luôn nha. Giá của nó chỉ có giá của nó là 1.050.000 nha mọi người. 1.050.000, mã số 21 nha. Redmi 8. Rồi tiếp theo là mã số 22. Ở đây có là con Samsung A20 nha, A20s nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, máy zin full đó nha. Cái chỗ khay SIM nó bị mẻ ăn xíu nha mọi người. Máy full zin lắm luôn á. Vỏ viền như thế này còn rất là đẹp rồi nha mọi người. Giá của nó là 1.200.000 nha. Cam trước cam sau là bao đẹp luôn mọi người. Màn hình thì bao sáng đẹp không ám mố mọi người nha. Màn hình là bao sáng đẹp không ám mố luôn nè. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Pin bao trâu luôn mọi người. Pin của nó là pin 4.000 mọi người nha. AMS màn hình rất là đẹp không ám mố luôn. Còn lại hỗ trợ sạc nhanh Type-C nữa nè mọi người. Hỗ trợ sạc nhanh Type-C nữa nha. Giá cho con A20s mã số 22 này là 1.100.000 nha mọi người. 1.100.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 23. Ở đây là phụ có con Oppo A31 nha mọi người. A31 RAM 4, bộ nhớ 128GB, máy zin hết luôn nha mọi người. Thì mọi người để ý vỏ đây là mọi người đã biết nó mà là máy zin rồi nha. Giá con này là 1.290.000 thôi nha mọi người. Oppo A31 máy đời cao ha. Thông tin của máy đó mọi người. Đây. Oppo A31 nè.
Android 9 chấm, RAM 4, bộ nhớ 128GB, màn hình sáng đẹp không ám ố luôn nha. Cam trước cam sau của dòng Oppo thì khỏi phải nói rồi nha mọi người. Đây nè, cam quá đẹp luôn nha. Dòng Oppo thì giờ về cam là không còn phải nói nhiều nha mọi người. Pin thì bao trâu bò luôn nha mọi người ơi. Máy là máy full zin nguyên cây luôn nha. Oppo A31 giá của nó chỉ có 1.290.000 thôi nha mọi người. 1.290.000 ha. Và cuối cùng ngày hôm nay là con Oppo F11 nha mọi người. RAM 8, bộ nhớ 256GB, giá của nó là 1.590.000. Thì riêng con này thì Phước sẽ tặng kèm phụ kiện là sẽ có cường lực nè mọi người. Và sẽ full box luôn nha mọi người. Nó nghĩa là Phước sẽ có một cái hộp Oppo F11 đi kèm. Trong đó sẽ có kèm một cái phụ kiện là một bộ sạc nữa nha mọi người. Nói chung là con này là máy full box luôn nha mọi người. Có tặng kèm hộp đi kèm nha. Máy ngoài hình gần như mới 99% luôn, đẹp không tì vết luôn nha mọi người. Cam trước cam sau là bao nét luôn nè. Đó, cam sau nè. Và đây là cam trước ha. RAM 8 bộ nhớ 256GB mọi người nha. Đây. F11 nè, RAM 8 bộ nhớ 256GB ha. Máy ngoại hình mới 99%, đẹp ken luôn nha mọi người. 1.590.000 nha. Rồi thì clip của Phước hôm nay chỉ có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào ưng ý cái máy nào thì cứ nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 4, xin lỗi mọi người, cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì ghé qua cửa hàng xem máy, và anh em ở xa thì cọc giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Hình thức đặt cọc là anh em cọc bằng cạc điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì mình sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.